Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 19.000 tổ chức đảng và trên 100.000 đảng viên, kết luận 505 tổ chức đảng và trên 1.700 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng hiệu quả giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. 6 tháng cuối năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ như chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, tập đoàn FLC. Bộ Y tế vừa phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Nhật Nam tặng Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên máy siêu âm màu 3D. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Máy siêu âm màu có xuất xứ Nhật Bản và một bơm tiêm điện gây mê tĩnh mạch. Các thiết bị này sẽ giúp Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu, đặc biệt là chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh ngay tại tuyến y tế cơ sở. Đến ngày 10 tháng 7, Hưng Yên đã kích hoạt được hơn 617.000 tài khoản định danh điện tử, đạt 107,37% chỉ tiêu được giao. Hưng Yên trở thành một trong ba tỉnh hoàn thành chỉ tiêu sớm nhất cả nước về thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ kích hoạt cao so với chỉ tiêu được giao như huyện Phù Cừ đạt 122%, hai huyện Kim Động và Ân Thi đều đạt 120%, các huyện Tiên Lữ và Văn Lâm đều đạt trên 117%. Tuy nhiên, hai địa phương gồm thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào hiện mới chỉ đạt lần lượt trên 83% và 87%. Kết quả này không những giúp hoàn thiện dữ liệu dân cư, quản lý thông tin công dân mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch cùng các nhóm tiện ích khác. Mặc dù diện tích nhãn chín sớm có ít, song hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã đón những vị khách đầu tiên đến tham quan trải nghiệm du lịch nhà vườn. Mấy ngày nay, gia đình ông Bí, hợp tác xã nhãn Quyết Tiến đã thu hoạch được gần 2 tạ nhãn chín sớm, chủ yếu là giống nhãn Hương Chi. 100% nhãn sớm được bán cho khách đặt và khách tham quan miễn phí tại vườn với giá từ 30 đến 35.000 đồng một kg. Việc kết hợp trồng nhãn với phát triển du lịch trải nghiệm của một số hộ dân, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên giúp du khách được trải nghiệm hoạt động thu hoạch, thưởng thức nhãn tại vườn, từ đó cũng giúp các nhà vườn có thêm kênh tiêu thụ sản phẩm nhãn quả tươi, góp phần quảng bá sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên tới nhiều người tiêu dùng. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, hiện tại 5 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đang duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với trên 1.000 phương tiện xuất nhập khẩu thông quan mỗi ngày. Qua thống kê của lực lượng chức năng cửa khẩu, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 350 đến 400 phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi các loại lên khu vực cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu. Một tin vui từ cửa khẩu Cốc Nam đó là đầu tháng 7 năm 2023, Cục Thương mại bằng tường Trung Quốc đã đồng ý về việc khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản qua cặp cửa khẩu Cốc Nam Việt Nam Lũng Nghịu Trung Quốc. Sau gần 3 năm tạm dừng, để phương tiện chở hoa quả tươi được thông quan sớm và nhanh chóng, các lực lượng tại cửa khẩu của Lạng Sơn cũng đang triển khai phương án phân chia làm thủ tục xuất khẩu cho 3 xe chở hoa quả xong thì mới thực hiện xuất khẩu một xe nhóm mặt hàng khác. Bắt đầu từ hôm nay, mùng 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2023 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong đó, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể. Cụ thể, thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh, trường, nhóm ngành, ngành hoặc chương trình, không cần đăng ký theo tổ hợp và mã phương thức xét tuyển. Hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu điểm thi thí sinh có để xét tuyển.
đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ để được xử lý theo quy định toàn quốc. Từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Nhằm tăng cường quản lý nguồn tài nguyên cát, lòng sông và đất, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất và định kỳ để xử lý các tổ chức cá nhân khai thác cát. Qua kiểm tra, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh và Thanh tra liên ngành đã xử phạt và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng đối với các chủ tàu hút cát trái phép, chủ yếu là hút cát ngoài giờ quy định, ngoài vùng được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép. Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ hai tàu hút cát trái phép tại huyện Hoài Châu và Văn Giang. Bên cạnh đó, qua kiểm tra và kiến nghị của người dân, tiến hành xử lý 3 vụ việc khai thác đất trái phép tại các huyện Yên Mỹ, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào. Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả xảy ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng. 3 bị can bị điều tra về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả gồm Huỳnh Thị Búp, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; Đặng Thị Thúy Vân, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Đinh Xuân Tiến, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, còn các bị can bị điều tra về tội tàng trữ, vận chuyển tiền giả, giúp sức cho nhóm trên. Trước đó, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tổ công tác Công an thành phố Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 đô la Mỹ giả mệnh giá 100 đô la Mỹ. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận số đô la Mỹ giả trên mua của một người tên Vân ở thành phố Hồ Chí Minh và dự định bán lại cho đối tượng khác hưởng lợi thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Chính phủ Thái Lan đang triển khai nhiều biện pháp khuyến khích phát triển ngành công nghiệp xe điện, cũng như thúc đẩy người dân sử dụng xe điện. Các cơ quan nhà nước cùng với khu vực tư nhân của Thái Lan mới đây đã ký kết một biên bản ghi nhớ để giúp các nhà cung cấp phụ tùng ô tô nước này chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi sang sản xuất và sử dụng xe điện trên phạm vi toàn cầu. Biên bản ghi nhớ tập trung vào sự hợp tác giữa 5 cơ quan để giúp các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển các sản phẩm mới phục vụ ngành sản xuất xe điện, với kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Thái Lan tăng khả năng cạnh tranh bền vững. Giới chức Thái Lan khẳng định, nước này có nhiều tiềm năng để chuyển mình từ một cơ sở sản xuất ô tô động cơ đốt trong của toàn cầu thành một trung tâm sản xuất xe điện nhờ chuỗi cung ứng mạnh mẽ về phụ tùng ô tô. Hàng trăm thợ lặn và người lặn ống thở vào thứ Bảy tuần trước đã cùng tham dự một buổi hòa nhạc ở dưới nước ở một khu bảo tồn biển quốc gia của Mỹ nhằm thúc đẩy bảo vệ rạn san hô và hoạt động lặn có ý thức sinh thái. Liên hoan âm nhạc dưới nước Loud Keys là một lễ hội diễn ra thường niên tại khu bảo tồn này. Được trang bị guitar, kèn và các loại nhạc cụ khác, các thợ lặn sẽ xuống sâu và chơi theo danh sách các bài hát lấy cảm hứng từ nước được phát dưới nước qua loa. Một đài phát thanh địa phương phát trực tiếp chương trình cho những người không phải là thợ lặn để thưởng thức. Lễ hội được tạo ra để giới thiệu với những người tham gia về những điều kỳ diệu của các dạng san hô song song với chuỗi đảo Keys, đồng thời khuyến khích việc bảo vệ và lặn có trách nhiệm với môi trường. Nhằm ngăn chặn tình trạng băng tan nhanh chóng do ảnh hưởng nhiệt độ toàn cầu ấm lên, giới chức Trung Quốc đã tiến hành bao phủ một tấm chăn khổng lồ lên một phần Daegu, sông băng dễ tiếp cận nhất của Trung Quốc. Ở sông băng Daegu thuộc vùng Tây Tạng, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, những chiếc chăn màu trắng dày hiện nay đang che phủ diện tích khoảng hơn 400 m², được đỡ bằng cọc và neo bằng ván gỗ. Loại chăn này là một màng phim thế hệ mới, làm mát bằng bức xạ, có thể giúp hãm bớt tốc độ tan chảy của sông băng. Vật liệu chăn phủ nhẹ về kết cấu, chống thấm nước, thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng. Mới đây, nghệ sĩ Nhật Bản Tatsuya Tanaka đã tổ chức buổi triển lãm Nhật Bản thu nhỏ tại Sao Paulo, Brazil. Những tác phẩm đầy sáng tạo của nghệ sĩ đã khiến cho người xem như lạc vào xứ sở thu nhỏ, hấp dẫn và cuốn hút. Bông cải xanh được dùng để mô tả một khu vườn, hay những sợi lông bàn chải biến thành ruộng lúa. Tất cả được sắp xếp và được giới thiệu tại triển lãm thu nhỏ của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Tatsuya Tanaka tại Brazil. Những du khách tới đây được chiêm ngưỡng một thế giới khác với đời thực, mọi thứ hoàn toàn được thu bé lại. Nghệ sĩ người Nhật Bản Tatsuya Tanaka chuyên làm ra các mô hình thu nhỏ, mô phỏng cuộc sống thường nhật.
nghệ sĩ Tanaka được biết đến trên toàn thế giới với dự án lịch thu nhỏ trên mạng xã hội, nơi anh cập nhật các hình ảnh sáng tạo gắn với lịch sử trong năm và thông báo về các hoạt động triển lãm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.